Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì bầu Huế mọi người, với ủ khoai đèn đá mọi người, với chấm có nước tương tương đen tương đỏ sa tế mọi người, chanh nếp mọi người. Đây mọi người, mì bầu Huế mọi người, mì bầu Huế. Ly phơi đèn đá mọi người. Tương đen tương đỏ sa tế chanh nếp mọi người. Muỗng dài mọi người, vì dài vì lâu mọi người, vì lâu vì dài. Đổ mọi người, đổ hết xô lèo mọi người. Mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống cà phê, làm cử sáng đây mọi người. Không uống cà phê uống gì uống mọi người, gì cũng được. Mì bầu Huế có bông móng cá mọi người. Giá và muốn mà mì bầu Huế, dòng muốn chồng và muốn đồng mọi người. Như là giá mọi người, giá đông xanh mọi người. Củ cải đỏ, cải giót mọi người, với mướp mọi người. Đậu hũ, đậu hũ trắng mọi người, đậu phụ, đậu phụ mọi người. Với nấm mọi người, nấm đông con. Có củ sắn, củ đậu luôn rồi. Để mấy thứ nữa, mấy ấy vào củ cho ngọt nước luôn rồi. Thường nấu đồ chay nó nấu rau củ nhiều luôn rồi. Mấy loại có nước ngọt không rồi, thơm á, ấy cho nó ngọt nước luôn rồi. Rồi đó chưa biết mà nó còn nêm bột ngọt không mà cái ăn nóng cổ rồi khô cổ cái sao này người ta biết không rồi còn nấu rau củ mà. Nhưng như đó kiểu người ta nấu làm ở đồ mà. Bật tờ trả lùi này kia chỗ dây dai không tớp hàng the không người gần giờ biết cách làm luôn rồi. Mấy bánh trái để màu luôn rồi. Đó có mấy ống màu sạch luôn rồi. Nhìn cũng đẹp lắm luôn rồi. Mà nào cũng có cần giờ thì nấu màu tự nhiên luôn rồi. Cũng dễ mà dễ làm rồi. Nước ăn cũng được luôn
rất là mềm ngon, củ củ cải trắng mà. Đó, nhà thường hay vậy em nấu không? Lúc nào cũng cải trắng đun đi với củ cải đỏ mà. Trắng đỏ mà. Nấm đồng con nó dai dai mà. Rồi mọi người. Cái nước súp mọi người nấu ăn được mọi người. Nhưng mà kiểu không? Nói chung nấu vậy thì ăn được cái đó mọi người, nhưng mà kiểu mà nó đậm đà mà nó thơm nữa mọi người thì nó khác mọi người. Còn này ăn thì được, đúng người ăn chan với tương cơm này kia, tương đen tương đỏ sa tế chanh nếp này kia là được mọi người. Cà phê đen đá bao đắng luôn mọi người. Cái mì bầu quế ngon người, mì bầu quế người ăn ngon người, cái mì dai ngon người, mấy cái topping luôn người, cái củ cải trắng, củ cải đỏ, cà giót người kia người, giữ mướp người, củ sắn, củ đậu người, nấm đồng cô, tàu hũ người kia ăn nó dai, ăn nó ngon người, ngon. Rồi giá giờ muốn chậm dùng muốn đậu người, cái gia dụng do nhà trang với tương người. Tương đen tương đỏ sa tế chanh nếp mọi người, cái tương này thì cái hậu hơi ngọt xíu mọi người, hậu ngọt ngọt có nặng chanh vô cho nên nó hơi chua chua xíu kè cay. Rồi cà phê đen đá thì bao đắng luôn người. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.